Nè, anh xin lỗi mà. Không lẽ mình giận anh hoài luôn hay sao? Thôi đừng có giận nữa nha. Anh nghĩ thiệt mà. Thiệt tình luôn á. Có vợ rồi mà, tới kiếm em chi nữa? Nè, em biết là bữa đó nói dốc mà. Có bả ngồi kế bên anh không nói vậy, làm sao có tiền kiếm em hả? À. Sao đừng có giận nữa nha. Tưởng có vợ thiệt á, là nghỉ chơi luôn á nha. Em là em không thích dính vô mấy cái chuyện ghen tuông bậy bạ đâu. Phiền phức bực bội. Em nghĩ sao mà bả có thời gian mới ghen với em vậy hả? Bả là bả chỉ cần anh có đủ sức khỏe để phục vụ bả thôi. Mà cái khoản sức khỏe em biết anh tràn trề như nước lũ mà. Đúng chưa hả? Nhưng mà cũng phải chịu thôi. Tại vì bả là ngân hàng của anh. Mà nè, em không có ghen tuông bậy bạ đó, coi chừng anh em móc mỏ luôn đó. Biết rồi. Đồ quỷ. Lên gọi cho bạn. Alo, tôi nè. Alo, đang đâu rồi? Tôi đang đi công chuyện một chút. À. Ừ, lát nữa tôi xong á, tôi ghé qua đón Thành đi ăn nha. Ok. Ừ, thôi được rồi, vậy ha. Bye. Bye bye. Anh á, cũng chẳng khác gì làm gái tụi em. Đi moi tiền của mấy lão già về để nuôi mấy thằng ma cô. Nè, anh không cần em nuôi nha. Ha. Em là em lái toàn tập rồi còn gì nữa. Chị còn đẹp quá trời à, tụi em còn trẻ như vậy mà không được như chị. Tụi em còn trẻ thì cứ lo mà giữ gìn nhan sắc, chăm chút bản thân. Chứ đợi đến lúc già lúc xấu rồi, còn muốn chăm sóc bản thân thì cũng muộn rồi em à. Sao mà lo được hả chị? Ở đây lương của tụi em hả, lương còn không đủ ăn, muốn chăm sóc sắc đẹp đâu dễ đâu chị.